Này này, rồi ôi, ngon. Đấy, bây giờ bố thách mày thắng bố, bố cho 500k chơi điện tử. Ok, ngồi đấy mà nghĩ đi nhá. Alo, bạn à? Ừ, đấy, tôi đã bảo bạn trước rồi. Bạn mua 500 triệu, sau này nó lên 500 tỷ thì kiểu gì ạ? Alo, Toàn, ra ngoài kia mua cho bố cái này điện thoại. Đang gọi dở hết tiền. Rồi ấy. Sao mày còn ngồi đây? Đi mua cho bố cái thẻ, nhanh lên. A few moments later. Rồi ơi, thằng này đi đâu mà lâu thế không biết. Alo, bạn à? Nhờ thằng con đi mua cái thẻ điện thoại lâu quá, để tôi kể tiếp cho nhá. Đây này, ông mua cái lô đất đấy, thế là sau này nó tăng lên khoảng 800. À, thằng con tôi về rồi nhá, mai tôi gọi lại sau. Ok. Này, bố bảo mày ra ngoài đi mua cho bố cái thẻ điện thoại mà, sao mày đi lâu đấy? Thẻ điện thoại đâu? Thế nãy giờ bố gọi điện thoại bằng cái gì thôi? Bố ơi, con nạp tiền điện thoại cho bố trực tuyến qua VNPT Money rồi. Mọi lúc mọi nơi, chiết khấu 4%, lại còn được tặng điểm thưởng đổi quà nữa. Thời buổi này ai mà còn đi mua thẻ nữa rồi ạ. Sao tài khoản lại còn tiền này? Thế là bây giờ cái gì mình cũng làm được online rồi ạ? Sao mày không bảo bố sớm? Nhưng mà nay tao bảo mày mua thẻ điện thoại, sao mày đi đâu? Còn What? Yeah boy. Chiếu tướng hacker. Thằng này mày